Như vậy bạn có CloudSpace và RoadSpace. Thế thì bước tiếp theo thì để mình làm một cái ví dụ cho các bạn xem luôn nhé. Ví dụ sample. Ví dụ như này. Mình cho ma trận A là ma trận 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Thế thì khi đó cái colon space này mình viết tắt nhé. Colon space thì bằng span quá cột đúng không? Nó sẽ là 14, 25 và 36. Đúng không nào? Đấy, thế đúng định nghĩa thôi, đúng không? Việc row space thì nó ra cái gì nào? Row space thì nó sẽ là span của các vector 1, 2, 3 và 4, 5, 6. Đấy. Thế thì nó có một cái theorem phát biểu như sau. Có một cái theorem mà phát biểu đó là d của colon space bằng d của row space nhá, nghĩa là số chiều và số chiều của cái không gian cột và số chiều không gian hàng nó bằng nhau. Thế thì cái kết quả này ấy, thì nó không hề hiển nhiên mà nó cũng không hề dễ dàng chứng minh một tí nào cả. Đây là một kết quả mình nghĩ là nó khá là thú vị. Tại vì sao lại như thế nhá? Bây giờ bạn nhìn thấy column space này. Đó. Cái column space của mình thì nó bằng span của nhầy đúng không? Nghĩa là gì? Nó là span của ba vector và mỗi vector thì nằm trong không gian R2. Nên là bạn hiểu cái column space này thì nó là con của R2 đúng không? Thế còn cái row space này thì sao? Thì nó là span của hai vector và mỗi vector trong R3. Thì ở đây bạn hiểu đây là một không gian con của R3. Như vậy là về mặt hình thức, hai cái không gian này là nó khác biệt nhau hoàn toàn đúng không? Nó chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nhưng mà cái định lý này nó chỉ ra rằng là nếu như bạn xét một cái ma trận, đấy, bạn cho nó vào thành một cái ma trận, thế thì cái column space này, cái row space này, thì số chiều nó có thì nó có thể nằm ở trên những không gian với số chiều khác nhau, nhưng mà cái số chiều của không gian này thì nó hoàn toàn nó bằng nhau. Đó. Thế thì vì cái sự kiện đấy, vì cái sự kiện cái định lý kết quả vừa rồi thì người ta mới định nghĩa đó là cái rank của A thì bằng đúng dim của column space và cũng bằng đúng dim của row space. Được chưa? Đấy, nó sẽ ra được như thế này. Và ngoài ra khi mà định nghĩa như thế này thì người ta có một cái theorem, có một cái định lý như sau. Như này nhá, nếu như bạn xét một cái ma trận A là ma trận cỡ M nhân N. Được chưa? Thế thì khi đó bạn sẽ có một kết quả như sau này. Cái gì? Then bạn sẽ có là rank A cộng với số chiều beam solution space AS equal to 0. Đấy. Bằng đúng n nào? Bằng đúng n nào? Được. Thế bạn nhìn thấy hình dung ở đây là bạn có một cái ma trận A đúng không? Bạn có ma trận A bạn nhân với x. Thì ví dụ cái ma trận của mình là A11, A12, chấm chấm A1N đúng không? A21, A22, A2N vân vân đến cuối đó là AM1, AM2 và AMN. Bạn có cái ma trận như thế này. Thế thì khi bạn nhân với vector cột đúng không? Thì bạn sẽ nhân đó là vector x1, x2, vân vân đến xn đúng không? Như vậy bạn để ý ở đây nhé, là số cột của cái ma trận A này thì chính là số biến đúng không? Đó chính là số biến, số ẩn này đúng không? Thế thì ở đây bạn hiểu là gì, là đó là cái rank A này cộng với cả cái số chiều của cái không gian hệ phương trình thống nhất AX bằng 0 thì nó đúng bằng cái số biến. Đấy, cái n là chính là số biến, nó chính bằng số biến. Thế thì cái hệ phương trình AX bằng 0 này thì các bạn giải ra rồi đúng không? Các bạn đã giải rồi và các bạn buổi trước mình đã hướng dẫn các bạn giải rồi đúng không? Nghĩa là các bạn đầu tiên là bước 1 các bạn cứ giải này phương trình đúng không? Bước 1 các bạn giải hệ phương trình này, bạn sẽ ra nghiệm cái dạng tham số UVT gì đấy đúng không? Sau đấy bước 2 thì bạn sẽ nhóm U ra bên, nhóm T sang một bên đúng không?
Sau này bước thứ ba là nếu như cháu chỉ có một vector hoặc là hai vector thì bạn kết luận cơ sở. Còn nếu như có từ ba vector trở lên thì bạn đưa thành ma trận hàng. Sau đó thì bạn dùng các biến đổi Gaussian đúng không? Đến cuối cùng thì bạn khi mà Gaussian đến cuối cùng thì bạn bỏ tất cả những cái hàm bằng không đi và bạn thu được kết quả. Thì đó là cái cơ sở của mình đúng không? Rồi. Thì đây là mình nhắc lại qua về cả x bằng không nhé, nhưng mà kết quả ở đây nó thu được nó khá là hay, đó là cái rank của cái ma trận này đấy, cái chính con số mà mình vừa đặt ở đây thì khi mà nó cộng với cả số chiều của không gian nghiệm thì bằng đúng n. Điều đấy có nghĩa là chỉ cần bạn xác định được rank đúng không, thì bạn chưa cần giải cái hệ phương trình ax bằng không, bạn cũng biết là cái hệ đấy nó có số chiều bằng bao nhiêu. Thế thì đây mình có một cái ví dụ à, một cái ví dụ nó khó hơn cái ví dụ kia một tí, mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem nhé. Ở đây ma trận A mình sẽ cho ma trận cỡ 3 nhân 4 nhé. 1, 2, 3, 1. Đó. À, câu hỏi là tính tìm một cái basis row space column space tính rank của A và cuối cùng đó là tính số chiều bin solution space AX. Bạn tìm là cái cơ sở của row space, cơ sở của column space, rank và số chiều của không gian nghiệm. Đó, thế thì mình làm từng bước thôi. Đó, mình làm từng bước thôi. Đầu tiên là bạn sẽ tính cho mình cái row space ra đã, đúng không? Row space này, nó bằng cái gì nào? Row space thì nó sẽ là span row, row là hàng đúng không? Span là gì nào? Span của một, 2, 3, 1 và 2, 1, 4, 2 1, 1, 2, 7, 1. Đó, như vậy có 3 vector thì bạn muốn tìm cơ sở đúng không? Bạn đưa thành ma trận 1, 2, 3, 1 đấy là vậy. Bây giờ bạn dùng coi cho mình, đó. Ra là 1, 3, 1, đúng không? Tiếp theo là bạn lấy hàm thứ hai, bạn trừ 2 là 1, đúng không? 0 này, trừ 3 này, trừ 2 là trừ 5 này, trừ 2 là 0 này. Hàm cuối cùng thì bạn ra là bạn cộng vào đúng không? Đó là 0 này, 3, 5 này, và 0. Đấy. Thế như bạn nhìn thấy hàm thứ hai và hàm thứ ba thì nó là đối chiều của à, vậy nó gấp nhau chỉ một lần đúng không? Nên là chỗ này bạn dùng coefficient lần nữa 1, 2, 3, 1 đó là không, ví dụ mình lấy là 3, 5 đi. Thì bạn ra được là cơ sở của bạn của con vector đó là 1, 2, 3, 1 là 0, 3, 5, 0. Thế này đi ở basic row space. Row space là như vậy nhá. Thế bây giờ cái column space equal to span of the set including bây giờ có cái vector cột đúng không? Bạn ta là 1, 2, 3, 1 này. Đây là vector đầu tiên này. Vector thứ hai của bạn là 2, 1, 1. Vector thứ ba đó là 3, 1, 2. Và vector cuối cùng đó là 1, 2, 1. Thế nào? Đấy. Bây giờ mình có 4 vector đúng không? Bây giờ mình muốn tìm cơ sở thì mình lại làm như thế đó. Cái thao tác lúc nãy đó là mình sẽ chuyển nó thành vector hàng đúng không? 1, 2, 3, 1 này đúng không? 2, 1, 1 này đó. 3, 1, 2 và 1, 2, 3, 1 đúng không nào? Thế thì tiếp tục bạn dùng Gaussian tiếp đúng không? Bạn dùng Gaussian tiếp bạn thấy nhá. Đây là 1, 2, 3, 1 này đúng không? Đó. Lấy hàng 2 trừ đi 2 là 1 đúng không? 0 trừ 3, 3 đúng không? Lấy hàng 3 bạn trừ đi 3 là hàng 1. Và ra là 0 này, trừ 5, đúng không? Trừ 3 là 5, đúng không? Và hàng cuối cùng bạn lấy hàng cuối, bạn trừ đi hàng 1,
vẫn ra là gì nào? Nó ra là 1, 2, trừ 1 này, 0, trừ 1, 1 này, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Được chưa? Đấy. Như vậy ra là gì? Để chúng ta nhé. Bây giờ là các từ hàng đúng không? Nhưng mà bạn lại phải chuyển lại về cột. Ví dụ vậy là bạn dùng cột bạn chuyển thành hàng. Bây giờ bạn lại đảo ngược lại. Đó, bạn ra là 1, 2, trừ 1, 0, 0, trừ 1, 1. Thì cái này là space. Chưa nào? Đấy. Như vậy đến bước thứ ba đúng không? Tìm rank của ma trận thì bạn nhìn thấy là thực ra bạn có thể kết luận luôn từ cái phần row space là bạn đã kết luận được rồi đúng không? Vì ở đây có hai vector thôi nhưng mà số trừ nó bằng hai đúng không? Ở cái trường hợp column space cũng thấy có hai vector như vậy số trừ nó bằng hai và thì rank của nó bằng hai. Và bước cuối cùng là bạn tìm cái bin of solution space đúng không? Solution space AX equal to 0 thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là ở đây bạn nhìn thấy nó có bốn cột đúng không? Bốn cột bây giờ bạn thử nhầm xem là nếu bạn nhân thêm vào đúng không? Thì nó sẽ là bốn vector đúng không? À, thì bốn tọa độ đúng không? X1, X2, X3, X4 như này đúng không? Và cuối cùng bạn ra là gì? Nó sẽ là 4 trừ đi 2 và nó bằng 2. Đấy, đây là bài giải mẫu nhá. Thế thì ở đây mình có một cái lưu ý này. Thực ra nếu như mà bạn xem bài giảng của thầy Dũng ấy, thì thầy sẽ phân tích luôn đúng không? Ví dụ như là số chiều của row space là thầy sẽ lấy luôn ma trận A đúng không? Mà thầy biến đổi đúng không? Hay là số chiều của column space thì bạn lấy, thầy lấy AT đúng không? Cái nguyên nhân là vì sao mà lấy A và lấy AT thì đây chính là cái nguyên nhân của nó. Mình đang giải thích cho các bạn theo đúng cái bản chất của nó luôn đấy. Cái bản chất của nó là cái row space này là bằng nó bằng span của cái vector hàng. Thế thì khi mà mình muốn tìm cái cơ sở của vector hàng thì mình xếp những cái vector hàng đấy về lại thành vector hàng. Nên là cái ma trận này thực ra là ma trận A. Đấy, bạn nhìn thấy không? Đây chính là ma trận A, đúng không? Thế còn cái phần ma trận cột này, xin lỗi, phần column space này, đúng không? Thì bạn nhìn thấy là mình, nó là span của các vector cột. Thế bây giờ muốn tìm cơ sở của không gian cột đấy, thì bạn xếp các vector cột thành các vector hàng. Đấy. Như vậy bạn được một cái ma trận, thì nó chính là ma trận AT. Đấy. Đây chính là cái bản chất mà vì sao mà người ta khi mà tìm row space thì mình dùng ma trận A, còn khi mà dùng column space thì mình dùng ma trận AT. Thì thế nào? Đấy, thì đây chính là cái bản chất của nó nhé. Thế thì tiếp theo, mình sẽ cho các bạn bài tập về nhà để các bạn luyện tập nhé. Exercise A equal to 1, 3, 4, 1, 2, 1, 2, và thứ tám thứ và năm các bạn tính cho mình by a basis column space row space by rank A and by dimension dimension of solution space AX equal to 0. Thì đây là bài tập tương tự đó. Đấy, thì cái phần này thì bài tập nó chỉ mức độ như này thôi. Mình nghĩ là nó khá là dễ. Đấy, mình vừa làm một cách chi tiết rồi thì các bạn cứ luyện tập theo cái bài này nhé. Ok, đến phần tiếp theo. Phần tiếp theo mà mình muốn dạy ngày hôm nay đó là cái phần cái chương 4 đúng không? Với tiêu đề đó là tích vô hướng nhưng product. Thì bạn hiểu cái inner product này là gì? Thì thực ra đây là một cái khái niệm tổng quát hóa của cái khái niệm mà tích vô hướng các bạn học ở phổ thông. Thì thực ra nhá, ở phổ thông ấy, cái tích đấy người ta không gọi là tích vô hướng đâu mà người ta gọi là tích chấm dot product school phổ thông các bạn học thế này. Thì cái này nếu như mà các bạn học trường hợp R2, R3 rồi thì các bạn biết rồi đúng không? Thì bây giờ RN thì bạn sẽ hiểu nó sẽ là XU thì sẽ bằng X1 Y1 X2 Y2
thì ở đây nhá, đây là cái khái niệm mà các bạn đã học đúng không, mà các bạn có thể tưởng tượng ra là bây giờ khi đấy trên trường hợp RN thì cái dot product này thì nó sẽ sinh ra cái khái niệm về độ dài đúng không. Ví dụ độ dài vector thì sẽ tính bằng căn bậc 2 của x một bình cộng x hai bình cộng trừ dấu chấm cộng đến x dưới là bình phương. Đây là cái khái niệm mà các bạn vẫn học. Bây giờ mình đi vào chi tiết của cái buổi hôm nay đúng không? Đây là một cái khái niệm mà nó tổng quát hóa đúng không? Tức là như nào? Bây giờ mình có một cái biểu thức như này. Đấy. Đi từ RN nhân RN vào R. Các bạn. Điều việc thứ nhất đó là xi dx. Điều kiện thứ hai đó là ax y a lần x y. Điều kiện thứ ba đó là x cộng y nhân với z xz cộng với yz. Đó, và điều kiện cùng đó là x nhân x thì lớn bằng không đối bằng khi và chỉ khi x bằng đấy. Như vậy là một cái công thức mà nó thỏa mãn bốn cái điều kiện này thì người ta sẽ gọi nó là một tích vô hướng đó. Bây giờ mình lấy ví dụ nhá. Example đây là gì cả. Bây giờ ví dụ mình lấy cái công thức cái dot product này thì mình không lấy lại nữa đó, mình sẽ lấy những công thức khác đi. Đây là mình xét trong R2 nhé, để mình viết đỡ bị giải phóng. Ví dụ xi mình lấy công thức là gì, đó là x một y một cộng với hai lần của x hai y hai. Thì đây là một tích vô hướng và kiểm tra đơn giản thôi đấy, cả bốn cái điều kiện nó sẽ thỏa mãn cả đó. Đó thì nhắc ra đối với những cái bài tập kiểu này thì cái việc chứng minh nó cũng rất đơn giản đúng không. Các bạn đã làm những bài tập chứng minh về không gian vector thì nó dài dòng hơn rất nhiều rồi đúng không. Nhưng mà về mặt tư tưởng chứng minh thì những cái bài tập như này nó đều gắn liền với nhau. Đầu tiên bạn lấy cho mình hai cái vector tổng quát đúng không, và một tham số, sau đó thì bạn chứng minh rằng là cả bốn điều kiện này nó đều thỏa mãn. Ví dụ thứ hai đó là mình lấy xi có công thức đó là bằng x một y một trừ đi x hai y hai. X một y một trừ đi x hai y hai thì đây không phải là một cái phương hướng. Tại vì sao? Bây giờ mình sẽ sử dụng cả bốn cái, mình sẽ chứng minh thông qua là phản chứng đúng không, thông qua ví dụ thì đó, thông qua là thông qua phản ví dụ. Thì ở đây nó có một điều kiện số 4 đấy. Điều kiện số 4 nó khá là ngặt nghèo, đó là x nhân x thì phải lớn bằng không dấu bằng thì khi mà chỉ x bằng không đúng không. Thế thì ở đây bạn chỉ cần tìm một cái vector nào đấy để mà x nhân x nó nhỏ không là được đúng không. Ví dụ ở đây mình chọn là vector 01 đi, được không? X bằng 01 thì bạn sẽ có là gì, đó là x nhân x thì sẽ bằng 0 nhân 0 trừ đi 1 nhân 1 bằng trừ 1 nhỏ 0 đúng không. Đó như vậy là nó vi phạm mất tiêu chí số 4 rồi, được chưa nào. Cái số 3 nhé, bây giờ mình sẽ lấy là xi, bây giờ cái tính đối xứng nó không còn đi, ví dụ mình lấy là x1 y2 cộng với x2 y1 được chưa. Thế thì ở đây bạn nhìn thấy nó không đối xứng đúng không, và mình cũng sẽ dùng cái điều kiện số 4 thôi. Ví dụ mình lấy cái vector x này của mình nó có tọa độ là 0,1 đi, 0,1 đi đúng không, thì mình có là x nhân x thì sẽ bằng 0 nhân 1 cộng với 1 nhân 0 và nó bằng 0. Như vậy đây bạn nhìn thấy là bạn có vector x này khác không đúng không, nhưng mà x nhân x thì bằng 0, như vậy là không thỏa mãn điều kiện số 4 đúng không. Vì điều kiện số 4 này của mình có nghĩa là gì, là nó bằng 0 khi và chỉ khi đó chỉ là các cái không mà thôi. Và đương nhiên là bạn có thể xây dựng những cái ví dụ như này, x một y một thì bằng x một bình y một bình cộng với x hai bình y hai bình đúng không, thì nó sẽ vi phạm ba cái điều kiện đầu tiên. Bạn có thể thử những con số cụ thể, lấy những các cái cụ thể ra thì nó sẽ không thỏa mãn. Okay. Thế thì một cái definition tiếp theo. Bây giờ mình có tích vô hướng rồi đúng không? Thì tất cả những khái niệm sau người ta sẽ định nghĩa thông qua tích vô hướng. Ví dụ là gì? Ví dụ là độ dài của x thì sẽ bằng căn bậc 2
của x nhân x. Được chưa? Đó, căn bằng 2 của x nhân x. Điều kiện số 2 sẽ cái định nghĩa thứ hai đó là khoảng cách giữa x và y. Đó, thì sẽ bằng là độ dài của x chữ y. Cái số 3 đó là cốt góc xen giữa, cốt alpha thì bằng x y chia cho độ dài của x nhân với độ dài của y. Đó, độ dài của x nhân với độ dài của y. Ok, đấy, thế thì mình cùng xem là những khái niệm này nó sẽ bị ảnh hưởng như nào nếu như mà cái tích hướng của mình thay đổi nhé. Mình sẽ lấy luôn cái ví dụ vừa rồi. Example number one. Đó, đó là x y định nghĩa bằng x1 y1 cộng với 2 lần x2 y2. Giờ mình lấy vector u là vector 1 2 và vector v là vector 3 4 chẳng hạn. Đó. Bây giờ mình tính nhá, đầu tiên là độ dài của u này. Độ dài của u thì sẽ bằng căn bậc 2 của u nhân u đúng không? Đấy. Và theo cái công thức này nó bằng gì nào? Nó bằng là 1 nhân 1 cộng với 2 lần của 2 nhân 2. Đấy, như vậy là 2 nhân 2 nhân 2 là bằng 8 đúng không? 8 cộng 1 bằng 9, như vậy cho nên bằng 3. Nếu như theo tích hướng thông thường thì nó sẽ là căn bậc 2 của 1 bình cộng 2 bình bằng căn 5 đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này thì nó lại ra bằng căn 9 và bằng 3. Nhá, bạn thấy cái sự khác nhau chưa? Tiếp tục nhá, cái V này thì sẽ bằng căn bậc 2 của VV đúng không? Bạn thay số vào thì bạn ra được là 3 bình cộng 2 nhân 4 bình đúng không? 44 16, 16 nhân 2 là 32, 32 cộng với 9 là 41 đúng không? Vậy cái này bằng căn của 41. Đó. Bây giờ tiếp theo là định nghĩa về khoảng cách giữa hai vectơ D của UV đúng không? Thì nó sẽ bằng độ dài của U trừ V. Đấy, nhưng mà thực ra bạn có thể là lấy ngược lại cũng được như này. Đấy, tùy các bạn. Tức là thế thì bạn lấy V trừ U đi để số đỡ phải số âm. Thì nó sẽ là 22. Và theo đúng công thức thì nó bằng căn bậc 2 của 22 nhân với 22 đúng không? Thì vậy sẽ là 2 bình phương cộng với 2 lần của 2 bình phương. Đó. Như vậy là 4. 4 mà cộng với 8 thì là 12 đúng không? Để cho là cách 12. Được chưa nào? Như vậy là những khái niệm này thì nó sẽ bị thay đổi nếu như tích vô hướng của bạn thay đổi đi đúng không? Bạn nhớ là bây giờ khi bạn nói đến tích vô hướng thì bạn rất là cẩn thận. Đó. Để bạn phải xem cái công thức của nó là công thức như thế nào đã. Tiếp theo này. Mình đi đến một cái khái niệm nó khá quan trọng của phần này, đó là khái niệm về hình chiếu. Hình chiếu của U trên V thì được ký hiệu như thế này. Đây, tức là hình ảnh nó sẽ như sau nhé. Bây giờ bạn có một vector V như này. Và tôi có vector U như này. Đặt như này được rồi. Bạn coi như là thẳng nhé. Mình sẽ không thẳng lắm. Bạn coi như là thẳng. Đó. Đây là kẻ hình chiếu chúa. Đúng không? Thì chúng ta thế này. Đây. Thì nó chính là hình chiếu của U trên V. Đây chính là hình chiếu của U trên V. Được chưa nào? Đấy. Thì công thức nó sẽ như nào? Công thức thực ra thì rất là dễ nhớ thôi. Đấy, mình sẽ dạy các bạn cách nhớ nhé. Nó sẽ bằng này. Hình chiếu của U trên V thì đáp án nó sẽ xảy ra được là một cái vector nằm cùng phương với V đúng không? Nên là bạn nhẹ nhàng lại viết cho mình chữ V vào đây. Đó, nó phân số ở phía trước. Khi mà V ở đây rồi thì mẫu của nó sẽ là VV. Còn cái tử thì luôn luôn là U nhân V. Được chưa? Đấy, thế bây giờ mình cùng xem cái ví dụ nhé. Đó, bây giờ mình thấy là xy thì sẽ bằng x1y1 cộng với 2 lần x2y2. Lấy luôn cái ví dụ vừa rồi thôi. Đó, vector u thì bằng 12 và vector v thì bằng 34 đúng không? Bây giờ mình tính ra hình chiếu của u trên v thì nó bằng bên này là V đúng không? Bên dưới này là VV. Và trên tử này là U nhân V. Đấy, và nó bằng gì nào? Đầu tiên là VV thì nó là 3, 4 viết trước này. Đó. Mẫu là VV đúng không? VV có nghĩa là gì?
Có nghĩa là 3 nhân 3 cộng với 2 lần của 4 nhân 4 thì ra. Phần tử là u nhân v đúng không? U nhân v thì nó sẽ là 1 nhân 3 cộng với 2 lần của 2 nhân 4 để đáp số nó bằng tử là 3 này, 44 16 này. 16 cộng 3 là 19. Đấy. Thế còn mẫu là 2 nhân 4 nhân 4, 44 16 đúng không? 16 nhân 2 là 32. 32 cộng 19 là 41 đúng không? 3 4 đúng không? Như vậy chúng ta là gì nào? 39 2 bằng 57. Còn 41 19 36 76 còn 41. Được chưa? Tương tự như vậy bạn sẽ tính được hình chiếu của V trên U đúng không? Thì nó đáp án nó ra là gì nào? Đầu tiên là vector U ở đây đúng không? U ở đây rồi thì mẫu của nó sẽ là U. Còn tử thì luôn luôn là tích tụ hướng của hai vector đấy. Được chưa? Và nó bằng bao nhiêu nào? Đầu tiên là U đúng không? Thì nó sẽ là 1 2 ở đây. Được chưa? Bây giờ phân số nhá. U nhân U đúng không? U nhân U của nó thì sẽ là 1 nhân 1 cộng với 2 lần của 2 nhân 2. Phần tử là UV đúng không? UV nó sẽ là 1 nhân 3 cộng với 2 lần của 2 nhân 4. Vậy nó bao nhiêu gì ta? Tử nó sẽ là 3 này. 44 16 đúng không? 3 là 19. À, phía bên trên thì mình tính rồi mình quên mất mình không tính luôn. Thế còn dưới mẫu đó là 2 nhân 2 nhân 2 là 8 và cũng 1 là 9 đúng không? 1 2. Và cái này nó sẽ bằng vector 19 phần 9 và 38 phần 9. Được chưa? Đấy. Thì đây chính là cái hình chiếu rồi chưa? Bạn nhớ là từ cái chương này trở đi là khi mà người ta đã viết tích phù hướng rồi là các bạn phải rất là cẩn thận để xem tích phù hướng ở đây định nghĩa như thế nào. Đó. Và phải quên hết tất cả những khái niệm bạn đã học đi. Bạn nhớ là bây giờ khái niệm về tích phù hướng là khái niệm trung tâm. Từ tích phù hướng thì người ta sẽ suy ra được tất cả những khái niệm còn lại. Đó. Đó. Không khái niệm còn lại. Thì tiếp tục. Mình cho bạn bài tập về nhà. Đó. Ví dụ ở đây mình cho N3 nhé. X sẽ bằng là x1 y1 cộng 3 lần của x2 y2 cộng 2 lần của x3 y3. Đó. Và mình cho cái chữ u. Đó. Mình đặt luôn cái chữ x, cái u là cái chữ quá. U bằng 3 1 1 t bằng trừ 1. Câu hỏi là tính project của U trên V và tính cái projection của V trên U. Ok, có lẽ là buổi hôm nay mình sẽ dạy ở đây thôi. Đó, buổi hôm nay mình dạy ở đây thôi. Các bạn có hỏi nào không? Ok, nếu như các bạn không có câu hỏi nào thì các bạn về nhà các bạn làm nhé. Ok, thế thì chúc các bạn cuối tuần này thi tốt nhé. Đề thì nó cũng mình nghĩ là nó cũng vừa tầm đúng không? 60 phút 15 câu. Đó. Thế là mỗi câu được 4 phút. Mà đề thì bốc random trong cái kho đề đúng không? Nên là khó dễ thì nó cũng hên xui. Đó. Cũng mong là các bạn cũng mong là các bạn làm tốt đó. Ok, thế thì nếu như không có hỏi nào thì mình nghỉ ở đây nhá. Để trách nhiệm hết em ạ. Thôi đưa đây các bạn nhá. Bye bye. Dạ. Bye Dạ. bye. Bye Goodbye teacher. Okay.